xem ngày tốt tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Thân. Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, hàng tháng mọi người đều rất là quan tâm đến vấn đề xem ngày tốt trong tháng để có thể lựa chọn công việc phù hợp theo từng ngày. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phương pháp sử dụng lộc mã quý nhân để chọn ngày tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Thân. Trước khi đi tìm hiểu những thông tin chi tiết cụ thể thì quý vị đừng quên like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích từ chương trình. Tháng 10 âm lịch năm 2020 là tháng Đinh Hợi, sát chủ ngày giờ Dậu, thụ tử ngày giờ Thân, nguyệt phá ngày giờ Tỵ. Trước khi tìm hiểu những ngày tốt của tuổi Thân thì chúng ta cùng tìm hiểu những ngày xấu cần tránh. Ngày xấu cần tránh trong tháng 10 âm lịch gồm có ngày Tam Nương, ngày Con Nước, ngày Nguyệt Phá, ngày Xung Tuổi, ngày Dương Công Kỵ, ngày Sát Chủ, ngày Thụ Tử và ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Tuổi Thân trong tháng 10 âm lịch năm 2020 ứng với những ngày xấu cần tránh thì có những ngày cụ thể như sau. Đầu tiên là ngày mùng 3 âm lịch, mùng 3, mùng 7. Đầu tiên là ngày Tam Nương, gồm có mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch. Trong đó, ngày mùng 3 âm lịch là ngày Giáp Tý, xấu, bỏ. Ngày mùng 7 âm lịch là ngày Mậu Thìn, bỏ. Ngày 13 âm lịch là ngày Giáp Tuất, bỏ. Ngày 22 âm lịch, ngày 22 âm lịch là ngày Quý Mùi, bỏ. Ngày 27 âm lịch là ngày Mậu Tý, bỏ. Đây là những ngày Tam Nương đặc biệt kỵ việc ăn hỏi, cưới xin. Thứ hai, ngày Con Nước gồm những ngày 11 và 25. Trong đó, ngày 11 âm lịch là ngày Nhâm Thân, bỏ. Ngày 25 âm lịch là ngày Bình Tuất, bỏ. Nguyệt Phá gồm những ngày Tỵ. Trong đó, ngày Tỵ tháng 10 có ngày mùng 8 và 20 âm lịch. Trong đó, mùng 8 là Kỷ Tỵ và 20 âm lịch là Tân Tỵ. Thứ tư, Xung Tuổi gồm những ngày Dần. Trong đó, ngày Dần có ngày mùng 5 âm lịch, 17 âm lịch và 29 âm lịch. Mùng 5 âm lịch là Bính Dần, 17 âm lịch là Mậu Dần và 29 âm lịch là Canh Dần. Đây là những ngày Xung Tuổi. Thứ sáu là Dương Công Kỵ, gồm ngày 23 âm lịch là ngày Giáp Thân. Ngày Sát Chủ gồm có những ngày Dậu. Sát Chủ trong tháng 10 âm lịch của tuổi Thân gồm có 12 âm lịch là Quý Dậu và 24 âm lịch là Ất Dậu. Thụ Tử gồm những ngày Thân. Ngày Thân âm lịch gồm có ngày 11 âm lịch và 23 âm lịch, trùng với những cái ngày xấu đã gạch bỏ từ trước. Cuối cùng là Thiên Địa Chuyển Sát, gồm có Bính Tý và Nhâm Tý. Trong tháng 10 âm lịch không có Nhâm Tý, chỉ có Bính Tý là ngày 15 âm lịch. Quý vị thân mến, trên đây là những ngày xấu mà chúng ta cần phải tránh trong tháng 10 âm lịch đối với tuổi Thân năm 2020. Sau khi tìm hiểu những ngày xấu thì chúng ta cùng đến với phần tiếp theo, đó là chọn những ngày tốt theo thiên can và địa chi. Ngày tốt theo thiên can thì sẽ tìm ra được lộc tồn, ngày thần tài và ngày quý nhân. Ngày tốt theo địa chi thì sẽ xem được tam hợp, nhị hợp và thiên mã. Thiên can thì gồm có Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Địa chi thì có địa chi theo tuổi Thân năm 2020. Ngay sau đây, chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết về cách chọn ngày tốt theo từng phần. Phần 1 là theo thiên can để tìm ra được lộc tồn, thần tài và quý nhân. Đầu tiên là Giáp Thân, sinh năm 1944 và 2004, có lộc tồn, thần tài và quý nhân vào những ngày Dần, Sửu và Mùi. Trong đó, ngày Dần Xung Tuổi
không tốt. Sửu có ngày mùng 4 âm lịch là Ất Sửu, 16 âm lịch là Đinh Sửu, 28 âm lịch là Kỷ Sửu. Tuổi Mùi còn ngày mùng 10 âm lịch là Tân Mùi. 2. Bình Thân sinh năm 1956 có lộc tồn và thần tài và quý nhân vào những ngày Tị, Dậu và Hợi. Trong đó Tị trùng với ngày Nguyệt phá không được, Dậu trùng với ngày Sát chủ cũng không được, còn Hợi. Chúng ta còn có ngày Hợi, trong đó có ngày mùng 2 âm lịch là Quý Hợi, 14 âm lịch là Ất Hợi và 26 âm lịch là Đinh Hợi. Mậu Thân sinh năm 1968 có lộc tồn, thần tài và quý nhân vào ngày Tị, Sửu và Mùi, trong đó Tị trùng với Nguyệt phá không được. Sửu sẽ có ngày mùng 4 âm lịch, có ngày mùng 4 âm lịch là Ất Sửu, 16 âm lịch là Đinh Sửu và 28 âm lịch là Kỷ Sửu. Mùi thì có ngày mùng 10 âm lịch. Tiếp theo, Canh Thân sinh năm 1980 có những ngày. Sinh năm 1980 có ngày lộc tồn, thần tài và quý nhân vào ngày Thân, Sửu và Mùi. Trong đó ngày Thân trùng với ngày Thụ Tử không được. Ngày Sửu thì có những ngày mùng 4 âm lịch là Ất Sửu, 16 âm lịch là Đinh Sửu và 28 âm lịch là Kỷ Sửu. Tiếp theo, Mùi thì còn ngày mùng 10 âm lịch là Tân Mùi. Cuối cùng, Nhâm Thân sinh năm 1992 có những ngày lộc tồn, thần tài và quý nhân vào ngày Hợi, Tị và Mão. Trong đó ngày Hợi có ngày mùng 2 âm lịch là Quý Hợi, 14 âm lịch là Ất Hợi và 26 âm lịch là Đinh Hợi. Ngày Tị và ngày Mão, ngày Tị trùng với ngày Nguyệt phá không được. Ngày Mão thì có ngày mùng 6 âm lịch là Đinh Mão, ngày 18 âm lịch là Kỷ Mão và ngày 30 âm lịch là Tân Mão. Đây là những ngày xấu theo thiên can để tìm ra được ngày thần tài và ngày quý nhân. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta cùng với địa chi của tuổi Thân để tìm được nhị hợp và thiên mã. Tuổi Thân có nhị hợp và thiên mã vào những ngày Tị và Dần. Trong đó ngày Tị trùng với ngày Nguyệt phá không được, ngày Dần trùng với ngày xung tuổi nên cũng không được. Nên tuổi Thân sẽ không có nhị hợp và thiên mã trong tháng 10 âm lịch năm 2020. Những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch đều tính theo thiên can, gồm có ngày lộc tồn, thần tài và quý nhân. Trong đó, Giáp Thân sinh năm 1944-2004 có ngày mùng 4 âm lịch, mùng 10 âm lịch, 16 âm lịch và 28 âm lịch. Thứ hai, Bình Thân sinh năm 1956 có ngày mùng 2 âm lịch, 14 âm lịch, 26 âm lịch. Mậu Thân sinh năm 1968 có ngày mùng 4 âm lịch, mùng 10 âm lịch, 16 âm lịch và 28 âm lịch. Canh Thân sinh năm 1980 có ngày mùng 4 âm lịch, mùng 10 âm lịch, 16 âm lịch và 28 âm lịch. Nhâm Thân sinh năm 1992 có ngày mùng 2 âm lịch, mùng 6 âm lịch, 14 âm lịch, 18 âm lịch, 26 âm lịch và 30 âm lịch. Quý vị thân mến, trên đây là những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch của tuổi Thân và những ngày xấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Phong thủy Gia Cát. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.